vào sân từ ban ghế và từ thế bị dẫn bàn. Bây giờ thì đội tuyển U22 Việt Nam đã dẫn bàn lại trước đối thủ. Một cú dứt điểm không căng nhưng rất hiểm của Lê Minh Bình. Cả hai cầu thủ được huấn luyện viên Quốc Tuấn tung vào sân.